quý vị và các bạn thân mến, khi sống ở Sài Gòn, có lẽ chúng ta sẽ không còn xa lạ gì với những cảnh kẹt xe vào giờ cao điểm, rồi những cảnh bị bà bị bõm sau những trận mưa lớn khi đường biến thành sông vào mùa mưa. Tuy nhiên, ít người biết rằng từ 60-70 năm trước, Sài Gòn cũng đã thường xuyên xảy ra kẹt xe hay ngập nước. Trong ảnh là đường Lê Lợi, đoạn gần chợ Bến Thành, được chụp năm 1969, ghi lại cảnh một buổi chiều tấp nập xe cộ dòng người chen chúc kéo dài từ Bùng Minh Cây Liễu đến chợ Bến Thành. Một góc ảnh khác cho thấy kẹt xe nghiêm trọng trước chợ Bến Thành. Thời đó, vào dịp lễ Tết, mọi người cũng thường thích tập trung về phía trung tâm thành phố, nhất là khu vực đại lộ Lê Lợi, chợ Bến Thành. Cũng giống như ngày nay, mọi người thích du phố về phía trung tâm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện, vân vân. Còn đây là cảnh kẹt xe ở công trường Diên Hồng trước chợ Bến Thành. Nơi này sau này được gọi là công trường Quách Thị Trang. Nhiều người thời đó sợ nhất là qua khu vực này vào tầm 17-18 giờ hàng ngày vì kẹt xe. Và ở đây, vào đêm Noel, mọi người thường tập trung rất đông. Từng có ghi nhận có đêm Noel bị kẹt xe đến 4 tiếng tại nơi này. Một bức ảnh cho thấy trước chợ Bến Thành đang kẹt xe, và đường Phan Bội Châu ở bên hông chợ Bến Thành cũng đông đúc không kém. Ảnh này được chụp trong những ngày Tết Ất Tỵ năm 1965. Một tuyến đường bị kẹt xe ở trung tâm Sài Gòn. Việc kẹt xe ở thành phố này ngày xưa vẫn thường xuyên diễn ra, nhất là vào trong các dịp lễ Tết. Còn đây là cảnh ô tô xếp hàng dài vì không có lối đi ở đường Hồng Thập Tự, ngày nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh này được chụp năm 1969. Trên con đường này ngày nay vẫn thường xuyên xảy ra ùn ứ vì lưu lượng xe qua lại nơi đây rất đông. Ngoài kẹt xe thì đường phố Sài Gòn xưa cũng hay bị ngập mỗi khi mưa lớn. Trong ảnh là góc đường Pasteur Lê Lợi, quận 1 bị ngập nghiêm trọng, ngập bất cả lề đường sau một trận mưa lớn năm 1960. Nước ngập đỡ bánh xe tại con đường Tống Đốc Phương, nay là đường Hồng Bàng. Mọi người xe máy, xe đạp đang cố gắng vượt qua đoạn đường này đã biến thành sông sau một trận mưa. Một vài người lớn tuổi cho biết ngập nước ở Sài Gòn xưa chủ yếu do mưa kết hợp với triều cường, nhưng ngập không gây ảnh hưởng nghiêm trọng như hiện nay. Ngày trước dân số không quá đông, đất đai còn nhiều nên việc thoát nước cũng tốt hơn. Và một số hình ảnh hoài niệm của Sài Gòn xưa, mời quý vị và các bạn cùng xem. Một bức ảnh được chụp tại ngã tư đường Pasteur và đường Gia Long. Đường Gia Long nay là đường Lý Tự Trọng. Bên trong tường rào trắng bên phải chính là dinh Gia Long. Công trường Mê Linh ở đầu đường Hai Bà Trưng, đoạn giao với bến Bạch Đằng. Toàn khu vực được thiết kế hình bán nguyệt này đã có từ những năm đầu khi Pháp chiếm được Gia Định. Ở đây được trồng nhiều cây xanh và hoa cỏ. Đến đầu thập niên 1960 có thêm một hồ nước nhân tạo. Bức tượng Hai Bà Trưng như trong hình được dựng vào năm 1962. Sau năm 1963, vì lý do khách quan hay cải tạo, bức tượng đã được tháo dỡ, chỉ còn để lại phần đế. Phần đế đó được để trống trong suốt 4 năm trước khi tượng đài Trần Hưng Đạo được dựng lên vào năm 1967 và vẫn còn cho đến ngày nay. Trong ảnh là đài phun nước ở đoạn giao của hai đại lộ lớn nhất Sài Gòn là Nguyễn Huệ và Lê Lợi. Nơi này được gọi là Bùng Binh Cây Liễu hay Bùng Binh Bồn Kèn, là hình ảnh quen thuộc với người Sài Gòn trong gần 100 năm, cho đến khi nó bị phá hủy vào năm 2014 để thi công phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, từ năm 2019, Bùng Binh và Đài Nước đã được khôi phục ở vị trí chính giữa ngã tư sầm uất nhất Sài Gòn này. Một góc ảnh khác từ trên cao về hướng đại lộ Lê Lợi và Thường Xã Tắc. Đoạn đường Công Lý nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trong hình, đoạn vừa đi qua là đường Phan Thanh Giản, nay là đường Biên Phủ. Ngôi trường bên phải là trường Marie Curie. Ngôi trường có tuổi đời trên 100 năm, ngày nay vẫn còn và vẫn được giữ tên như thời Nguyên Thủy. Chiếc xe màu xanh biển số 1519 chính là Chevrolet Biscayne 1962, là mẫu xe giá rẻ có dòng sedan cỡ lớn được Chevrolet sản xuất từ năm 1958 đến năm 1975.
Hình này cũng là đường Công Lý, tức Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nhìn bên phải chính là trường Lê Quý Đôn. Ngã tư phía trước có đèn giao thông, chính là giao nhau với đường Trần Quý Cáp, nay là đường Võ Văn Tần. Trường Lê Quý Đôn được xem là ngôi trường trung học đầu tiên ở Nam Kỳ. Thời Pháp, trường này thường được biết đến với cái tên Chesselu Lupet, công chính nằm trên đường Chesselu Lupet, nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Bức ảnh này có lẽ sẽ quen thuộc và dễ nhận ra với người Sài Gòn. Chính là công viên Đống Đa, đầu đại lộ Nguyễn Huệ, trước tòa đô chánh. Thời Pháp gọi là Dinh Xã Tây, nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Cái tên Đống Đa được đặt để kỷ niệm trận chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa của vua Quang Trung Nguyễn Huệ, tương tự cách đặt tên của công trường Lam Sơn ở đầu đại lộ Lê Lợi nằm sát bên cạnh. Một bức ảnh chụp năm 1972 nhìn về phía giao lộ đường Fekli-Kliwi, nay là đường Nguyễn Trãi, và đường Fekli-Kulio, nay là đường Tôn Thất Tùng. Bên trái hình có một nhà thờ, chính là nhà thờ Huyện Sĩ, được khởi công xây dựng năm 1902 và hoàn thành năm 1905. Nhà thờ này vẫn còn cho tới ngày nay, kiến trúc phần lớn vẫn được giữ nguyên. Trong ảnh là đại lộ Hàm Nghi tấp nập, dưới lòng đường có biển báo phân làn đường xe có động cơ và xe không có động cơ. Người chụp tấm ảnh này đứng ở vị trí gần bùng binh trước chợ Bến Thành. Tòa nhà bên trái là trụ sở của Sở Hỏa Xa, địa chỉ ở số 2 Hàm Nghi. Tòa nhà này được xây dựng từ năm 1910 và khánh thành vào năm 1914, cùng thời điểm xây dựng với chợ Bến Thành. Khi đó, tòa nhà này được dùng làm văn phòng điều hành mạng lưới xe lửa ở phía Nam. Đến tháng 5 năm 1952, tòa nhà trở thành trụ sở Hỏa Xa Việt Nam, nằm dưới sự quản lý của Bộ Công trình Công cộng Vận tải. Hiện nay, tòa nhà này vẫn còn là cơ sở của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Nhìn trong bức ảnh này, bên trái là nhà ga xe lửa, hay còn gọi là ga Sài Gòn cũ, nằm đối diện với chợ Bến Thành. Trước đó, nhà ga xe lửa đặt ở bến Bạch Đằng, sau đó chuyển về giữa đường Hàm Nghi. Nơi này ngày nay là trạm trung tâm của xe buýt. Sau khi ga Sài Gòn tạm dời về ga Bình Triệu, thì nhà ga ở gần chợ Bến Thành này cũng được tháo dỡ. Thay vào đó là ga Hòa Hưng được sửa chữa nâng cấp để trở thành ga Sài Gòn mới như ngày nay. Sau khi ga Sài Gòn cũ bị giải tỏa, toàn bộ khu vực này được quy hoạch thành công viên 23 tháng 9. Và hiện nay, khu vực này dưới lòng đất chính là ga tàu điện Metro Bến Thành đi Suối Tiên. Trong ảnh là một đoạn của đường Lê Lai năm 1965. Một bức ảnh được chụp nhìn qua mái nhà về phía nhà ga xe lửa cũ, nay là công viên 23 tháng 9. Người chụp đang đứng ở một khách sạn trên đường Võ Tánh, nay là đường Nguyễn Trãi. Một góc ảnh khác rộng hơn thấy được ga xe lửa và đường Lê Lai ở phía xa. Tức là người chụp bức ảnh này đang đứng ở một nơi cao trên đường Phạm Ngũ Lão, chính xác là khách sạn Welling Hotel tại thời điểm đó. Đây chính là đường Phạm Ngũ Lão, bên phải là ga xe lửa, nay là công viên 23 tháng 9. Từ năm 1917, tên đường này là Colonel Grimau. Đến năm 1955, được đổi thành Phạm Ngũ Lão. Cái tên này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Trong ảnh này, chắc nhiều người sẽ khó nhận ra là ở đâu, bởi ngày nay đã thay đổi quá nhiều. Một chi tiết để nhận ra là nhà thuốc Tây Từ Dụ ở góc bên phải. Đúng vậy, nơi đây chính là đường Bùi Thị Xuân, nhìn về phía ngã ba với đường Cống Quỳnh. Con đường này mang tên nữ tướng Bùi Thị Xuân từ năm 1955 cho đến nay. Trước đó có tên là Drayton. Chiếc xe xích lô trong ảnh đang đi về phía bệnh viện Từ Dũ, tại góc đường Cống Quỳnh và Hồng Thập Tự, nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Còn chỗ cây xanh và đài nước kia, nay là cốc mắt Cống Quỳnh. Một bức ảnh chụp tại ngã tư đường Đề Thám, Bùi Viện. Khu vực này từng có những quán cà phê tập trung nhiều ký giả. Ban đầu là ký giả trong nước đưa tin về sân khấu văn nghệ. Sau đó có cả phóng viên quốc tế, nên người dân đặt là ngã tư quốc tế. Ngày nay, đường Bùi Viện cũng thực sự trở thành một con đường quốc tế khi trở thành phố đi bộ, ăn uống tập trung rất nhiều khách Tây, còn gọi là phố Tây. Còn đây chính là giao lộ đường Duy Tân và Thống Nhất, nay là đường Phạm Ngọc Thạch và Lê Duẩn. Tòa nhà ngói đỏ bên phải là trụ sở của Sài Gòn Xe Hơi, nơi sản xuất thương hiệu xe là Trà Lạt nổi tiếng. Ngày nay, vị trí này chính là Diamond Plaza. Còn phía sau lưng bên trái người chụp bức ảnh này chính là nhà thờ Đức Bà.
Một góc quanh khác cho thấy tòa đại sứ Mỹ trên đường Thống Nhất, nay là đường Lê Duẩn. Tòa nhà này được xây dựng năm 1965 và khánh thành 2 năm sau đó với chi phí khoảng 2,6 triệu đô, là một trong những tòa đại sứ quán lớn nhất được bảo vệ cẩn mật nhất thế giới thời điểm đó. Tuy nhiên, tòa nhà này chỉ hoạt động được 8 năm thì xảy ra biến cố vào năm 1975. Ảnh này là ngã ba đường Hồ Xuân Hương và Đoàn Thị Điểm, nay là đường Trường Định. Tòa nhà dài phía trước trên cùng là dài phía sau của trường nữ Gia Long. Một bức ảnh chụp năm 1962 tại góc đường Hàm Nghi và Võ Duy Nguyên, nay là đường Hồ Tùng Mậu. Có thể nói nơi đây chính là vị trí của chợ Bến Thành trước đây. Ngôi chợ đã có từ rất lâu đời, nằm ở vị trí đường Sạch Nè, tức là đường Nguyễn Huệ ngày nay. Khi người Pháp chiếm được Gia Định, họ cho dời chợ Bến Thành lùi vào bên trong, ở khu vực vị trí giữa bốn đường hiện nay là Ngô Đức Kế, Nguyễn Huệ, Hồ Tùng Mậu và Hải Triều.